Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, số giảng viên đại học và cao đẳng sư phạm tăng đều trong 3 năm qua lên gần 91.300, trong đó 33% có trình độ tiến sĩ. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá đội ngũ giảng viên tăng cả về chất và lượng, cho thấy các trường đã ý thức được việc nâng cao chất lượng và chuẩn hóa trình độ đội ngũ. Tổng số giảng viên năm học qua tăng khoảng 5.300 người so với năm 2022. Số người có học vị tiến sĩ cũng tăng từ gần 21.200 lên gần 23.800. Tính cả số có học vị tiến sĩ và học hàm giáo sư, phó giáo sư, còn số này là hơn 30.100, chiếm tỷ lệ khoảng 33% so với tổng giảng viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải thay đổi tích cực này đến từ cơ chế tự chủ. Các trường được tuyển dụng theo hướng nâng cao chất lượng. Theo quy định, giảng viên đại học cần đạt trình độ thạc sĩ trở lên. Nhân sự có trình độ tiến sĩ, phó giáo sư là yếu tố cần để trường đại học có thể mở ngành, chương trình đào tạo mới. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ của Việt Nam còn thấp hơn nhiều so với các đại học ở Anh, Mỹ hay Malaysia, Sri Lanka.